Xin chào các anh chị và các bạn. Bài học tiếp theo trong video này tôi muốn giới thiệu các anh chị một số những ứng dụng nho nhỏ để giúp các anh chị làm ảnh thật là nhanh. Và tại sao các bài học làm ảnh nhanh lại là quan trọng? Bởi vì như các anh chị biết là bán hàng ở trên mạng internet cũng như là trên Facebook thì hình ảnh rất là quan trọng, đúng không ạ? Cái hình ảnh nó sẽ tác động vào cái việc là khách hàng có tương tác quảng cáo hay không, có nhấp vào quảng cáo hay không, cái hình ảnh này có được tối ưu hay không, có hấp dẫn hay không, có lời kêu gọi hành động hay không. Đó là một số những cái rất là quan trọng. Tuy nhiên thì chúng ta lại không có nhiều kinh nghiệm để làm hình ảnh. Thực tế thì nếu như mà chúng ta biết dùng các phần mềm chuyên nghiệp như là Photoshop hoặc là những cái phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp khác mà có rất là nhiều ở trên thị trường hiện nay thì cái điều làm ảnh nó sẽ trở nên tối ưu và dễ dàng hơn đối với chúng ta. Thế nhưng mà rất là nhiều người bán hàng, nhất là các chị, các mẹ, đúng không ạ, là không có thời gian cũng như là không có am hiểu về kỹ thuật để làm, thì đấy cũng là một cái thiệt thòi và khó khăn. Vậy thì trong cái bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn nhanh một số những cái thao tác, một số những ứng dụng để giúp các anh chị làm được cái hình ảnh tốt đẹp cho mình để mà minh họa cho cái công việc bán hàng của mình. Vấn đề thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải quan tâm rằng là nguồn ảnh lấy ở đâu, đúng không ạ? Nguồn ảnh ở lấy đâu thì chúng ta sẽ có hai cái cách cơ bản như sau. Cách thứ nhất đấy là chúng ta sẽ chụp ảnh. Chúng ta chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp, bằng máy ảnh du lịch hoặc là bằng điện thoại di động, được chưa ạ? Chúng ta có thể trang trí sản phẩm theo một cái bố cục, theo một cái setup nào đấy để mà nó trông nó nghệ thuật, trông nó đẹp mắt. Chúng ta làm quảng cáo về sản phẩm là quần áo chẳng hạn. Chúng ta có thể gấp quần áo ở trên một cái bàn gỗ, đúng không ạ? Sau đó chúng ta để một số các phụ kiện xung quanh rất là đẹp. Và sau đó chúng ta chụp từ trên xuống với những cái phụ kiện như vậy, và chúng ta ghi giá vào từng sản phẩm chúng ta up lên. Các anh chị hiểu ý tôi không ạ? Vâng, thế thì đấy là những cái chuyên nghiệp rồi. Thế nếu mà chúng ta có ảnh xong rồi thì chúng ta phải chỉnh sửa, tăng sáng, rồi thì thêm text, thêm những cái logo vào để cho nó thêm cái tính chuyên nghiệp. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào nếu như chúng ta không biết dùng Photoshop? Thì cái bài học này sẽ hướng dẫn một số những cái công cụ phần mềm đơn giản để giúp các anh chị làm. Cái cách lấy ảnh số 2 đấy là chúng ta sẽ tìm trên Google Image, đúng không ạ? Tìm kiếm bằng hình ảnh. Thí dụ như bây giờ tôi sẽ suy nghĩ về việc là tôi sẽ phải làm quảng cáo, bài post cho cái khóa học Facebook Marketing của tôi. Thí dụ như vậy, được không ạ? Thế thì tôi sẽ tư duy về việc là bây giờ tôi sẽ phải dùng hình ảnh gì. Chẳng hạn như cái hình ảnh của tôi phải suy nghĩ đó là một cái hình ảnh tăng doanh số. Đấy là một cái hình ảnh bán hàng, đúng không ạ? Tôi lấy thí dụ như vậy. Thế tôi sẽ vào Google. Tôi sẽ tìm kiếm, đúng không ạ? Là Google. Đây rồi. Sales. Ví dụ như vậy, tôi sẽ tìm cái từ sale. Sử dụng image. Hình ảnh ở đây, được chưa ạ? Thế thì chúng tôi sẽ chọn bừa một cái ảnh này đi. Tôi thấy rằng tiền cũng rất là tốt. Là tả. Đấy, minh họa. Đào cái bức ảnh này về. Đó thì tôi sẽ sử dụng một cái công cụ có tên là Canva. Cái công cụ Canva này ở trên mạng có rất nhiều các công cụ trực tuyến tương tự. Các bạn có thể sử dụng Google để tìm là Photoshop online hay chỉnh sửa ảnh online hay là online photo editor vân vân. Nhiều lắm ạ. Thì đây chỉ là một dịch vụ thôi nhá. Tôi giới thiệu đây chỉ là một dịch vụ. Đấy, thì chúng ta bắt đầu chúng ta vào đây chúng ta đăng ký tài khoản. Vì tôi đăng ký tài khoản rồi nên nó mới như thế đấy. Thế là chúng ta chưa có thì chúng ta phải đăng ký tài khoản các anh chị nhá. Theo đấy là chúng ta sẽ lựa chọn cái khuôn hình làm sao cho nó phù hợp. Thí dụ như là tôi sẽ sử dụng Facebook Post, bởi vì là tôi sẽ post bài trên Facebook, đúng không ạ? Tôi lấy thí dụ như vậy. Đấy. Sau đó thì tôi sẽ tải cái bức hình của tôi lên bằng cách là bấm vào Upload, đúng không ạ? Upload Your Own Image ở đây. Đấy. Tôi sẽ tải cái bức hình mà tôi vừa tải về, đăng lên. Ở trên này các anh chị đã nhìn thấy là tôi đã đăng lên rồi, nhưng mà tôi thao tác lại để cho các anh chị hình dung ra, được chưa ạ? Sau khi nó tải xong thì chúng tôi sẽ copy cái bức hình này sang bên đây. Đấy, chúng ta bấm vào thao tác ở đây cái là chúng ta sẽ ra đây được. Ồ, như vậy hình nó sẽ chưa vừa. Thì tôi sẽ phải kéo nó rộng ra để cho nó vừa. Đúng không ạ? Nó vừa với khuôn hình thì thôi. Ok, các anh chị đã thấy nó vừa chưa ạ? Vâng, rất là đẹp rồi. Bây giờ thì tôi sẽ sử dụng một số những cái keyword, những cái selling point. Keyword là những cái từ khóa quan trọng, selling point là những cái yếu tố để giúp bán hàng, những cái động từ, những cái mỹ từ để làm sao mà tăng được cái khả năng tương tác với khách hàng. Các anh chị hiểu không ạ? Thí dụ như là đây là khóa học bán hàng ở trên mạng, đúng không ạ? Vậy thì
tôi sẽ bấm vào phần text. Nhiều mẫu text đúng không ạ? Thì tôi sẽ chọn một cái đơn giản. Tôi đưa sang đây. Đấy, tôi chỉnh sửa cái vị trí mà tôi muốn làm, được chưa ạ? Tôi sẽ viết tiếng Việt vào đây. Chẳng hạn như là cam kết hoàn tiền 100% nếu không tăng doanh số gấp 2 lần. Thí dụ thế, được chưa? Tôi enter xuống như vậy, tôi kéo ra một chút. Đấy, thì chúng ta đã làm được một bức hình rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp rồi. Bây giờ chúng ta bấm vào nút download để tải cái ảnh này về. Sau khi tải cái ảnh về này, chúng ta sẽ up lên Facebook. Cẩn thận hơn thì chúng ta sẽ sử dụng một cái công cụ có tên là công cụ Overlay, Text Overlay. Đấy, ở cái đường link này, các anh chị nhìn thấy chưa? Chúng ta dùng Google tìm là Text Overlay Facebook. Thì đây là một cái công cụ mà để giúp cho các anh chị là đánh giá được cái định lượng văn bản có trong hình ảnh. Thì Facebook nó có một cái luật là trong một bức hình thì không được quá 20% diện tích là được thể hiện bằng chữ viết. Đấy, thế thì nếu như mà mình cẩn thận thì mình có thể kiểm tra bằng cách là mình bấm vào hình ảnh, mình tải lên, sẽ so sánh xem là cái bức hình này có đủ 20% hay không, hay là quá, được chưa ạ? Thì ở đây nó sẽ báo rằng là văn bản của mình ok, text của mình là bình thường. Sau đó mình có thể yên tâm mình tải cái bức hình này về. Và mình tải cái bức hình này về, mình up luôn trên Facebook. Up lên trên Facebook thì mình up lên, mình viết và quảng cáo trên trang cá nhân hoặc là trên fanpage đều được các anh chị nhé. Thì đây là tôi đã up sẵn rồi, để tôi làm cho các anh chị xem. Đấy. Thế thì như vậy, nếu như nó có lỗi phông chữ một chút, đúng không? Chúng ta để ý nó có thể lỗi phông, thì chúng ta đổi phông nó đi. Chúng ta đổi phông nó đi, ở đây nó có nhiều phông. Đấy, chúng ta có thể đổi phông. Xem là cái nào nó không bị lỗi phông thì thôi. Có những cái nó bị lỗi phông do Unicode, đúng không ạ? Không vấn đề gì cả. Đấy, thấy chưa? Hết phông ngay. Đấy, hoặc là chúng ta có thể cho đậm lên như là bình thường. Đẹp chưa ạ? Vâng, xong, rất là đẹp. Chúng ta lại download xuống, chúng ta up lại, được không ạ? Vâng, cái bài học này là một cái bài học rất là ngắn và đơn giản. Tôi muốn định hướng cho các anh chị rằng là cái việc làm hình ảnh tối ưu rất là quan trọng, rất là quan trọng. Và thứ hai nữa là nó dành cho những người mà không chuyên. Đấy, còn nếu mà các bạn học được Photoshop thì điều đấy là điều rất tuyệt vời nhá. Mình tối ưu hình ảnh về mặt chữ viết, về mặt diện tích, về mặt màu sắc, về mặt bố cục, để làm sao cái bức hình mình chụp lên, mình chỉnh sửa, mình đưa lên nó đẹp và nó thuyết phục được người xem quảng cáo, cũng như là người ta cũng cảm thấy mình rất là chuyên nghiệp, được không ạ? Thế thì ở trên mạng có rất nhiều các công cụ như này. Thậm chí là ở trên điện thoại di động cũng có những cái phần mềm để giúp các anh chị chỉnh sửa ảnh trên điện thoại di động. Thì các anh chị có thể vào Android app hoặc là vào iOS app, các anh chị tải những ứng dụng đấy trả phí hoặc miễn phí. Các anh chị sử dụng, gắn text, gắn thước vào và mình đăng lên mình bán. Cả video cũng như vậy, nhưng mà bài học này thì tôi không hướng dẫn về video, tôi chỉ hướng dẫn về hình ảnh. Được chưa ạ? Nếu như các anh chị mà có vấn đề gì về các công cụ, về hình ảnh để làm ảnh tốt hơn, những cái kinh nghiệm, những cái bố cục thì hãy liên hệ với tôi, và tôi sẽ giúp các anh chị được tốt hơn, kể cả trong cái việc là làm thương hiệu, thiết kế logo, túi tắm, vân vân, bảng hiệu đều có thể là thông qua những công cụ như này hoặc là tư vấn cho các anh chị tốt hơn. Và điều mong muốn của tôi đấy là các anh chị phải có hình ảnh đẹp, đúng không ạ? Chuyên nghiệp, đưa lên mạng là người ta nhìn thấy cái đẳng cấp, cái thương hiệu của mình, cái uy tín của mình, để mình bán hàng được nhiều hơn. Đấy là mong muốn duy nhất của tôi trong cái chương trình chia sẻ này, được không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.